Tấn HỒI Đợi một chút. Ý xa dự. Một lát. Tai hỏi Đợi một chút. Channel xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta học tiếp phần 4 trong bài. Hồi nãy thì cho đã đọc qua từ vận và nghĩa của nó rồi. Thì bây giờ chúng ta áp dụng vào bài tập nha. What? 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 Tôi sẽ phải ra ngoài rồi Thì phía bên dưới có 3 ô trống, có ba ô vuông Kèm theo ba cụm từ Và nghĩa cụm từ của ô vuông thứ nhất là TẬN HỒI Ơ Nghĩa của nó là gì? Đợi một chút hoặc là đợi một tí hoặc là đợi một lát và cụm từ thứ hai tai hồi tai hồi nghĩa của nó cũng giống như cái ô vuông thứ nhất nghĩa của nó cũng giống như ô vuông thứ nhất nha đợi một chút đợi một tí hoặc đợi một lát và cái ô vuông thứ ba ý ừ. ba từ này có nghĩa là một lát một lát thì như thế này, một lát thì như thế nọ, nghĩa của nó là như vậy nha. 以下字 <laughs> là không sử dụng được trong câu này. Vậy sử dụng không có thông, không có đúng, không có thích hợp. Cho nên chỉ có ô vuông thứ nhất và ô vuông thứ hai hai cụm từ này đều sử dụng được trong câu. Bây giờ cái này sẽ thêm vào trong câu cho chúng ta dễ nhìn thấy nha. Một chút nữa, hoặc là một lát nữa, tôi sẽ phải đi ra ngoài. Và từ kế tiếp, trên này sẽ thêm vào. Hồ tay hỏa, mệnh và hỏe, chiều chú mệnh một chút nữa Hoặc là một lát nữa, một tí nữa Tôi sẽ phải ra ngoài và, Ở đây có nghĩa là tôi nha Tai Một chút và là đợi một lát Đợi một chút Chờ sẽ hoặc là thì Do phải mệnh là, mệnh là, đi ra ngoài. Từ vựng tiếng Trung và cách làm bài tập của Jenny đến đây tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo nha. Jenny xin thân ái chào tạm biệt các bạn.